Vì các bạn, trên tay mình đây tai nghe AirPods 1 đang chờ thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của tai nghe AirPods lỗi hỏng, dùng nhanh hết, dùng báo ảo, dùng lúc được lúc không, không kết nối được, cầm địa chỉ thay mới pin cho tai nghe AirPods. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên các cái mẫu tai nghe nói chung và tai nghe AirPods 1 nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho tai nghe AirPods, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của AirPods hàng đầu hiện nay.